Hello, chào 500 anh em nhá. Chào 500 anh em. Hôm nay mình đang đứng ở trên cây cầu cầu Minh Nương. Cầu này thì chưa có tên anh em ạ. Cầu cạnh cái cầu treo Minh Triềng ấy. Nay mình quay cái cầu này cho anh em xem cái cầu lối đôi bờ giữa bên này Minh Nương và bên kia Minh Triềng. Mình cũng mong cái cầu này sớm hoàn thiện để cho bà con hai bờ, hai bên được đi lại thuận tiện. Thứ nhất là mang lại sự an toàn cho mọi người. Vì là anh em nhìn bên kia là cái cầu treo Minh Triềng này này. Nó lâu năm lắm rồi anh em ạ. Bây giờ nhà nước quan tâm xây dựng cây cầu bê tông đây. Rộng rãi, khang trang, đẹp. Trên cầu này là đổ xong rồi. Chỉ còn hai bên lan can là chưa xong thôi. Còn hai bên đầu dẫn là đang hoàn thiện. Anh em đang làm việc. Đấy, cây cầu treo sắt này nó lâu rồi anh em ạ. Nó cũng nghiêng ngả hết rồi. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì Minh Nương sắp có được một cây cầu để đảm bảo cho dân đi được an toàn. Đấy là các anh công an xã này. Chúc mừng bà con Minh Nương sắp có một cây cầu để đi lại cho an toàn, giao thông thuận tiện, buôn bán sẽ thuận lợi hơn. Cây cầu này mà đi vào hoạt động khánh thành thì bà con nhân dân bên Minh Triềng rất thuận lợi, có thể đi được ô tô về, có thể là buôn bán thuận tiện hơn, xe hàng người ta về tận làng bản để phục vụ bà con. Lời đầu tiên là Minh Nương TV chúc mừng nhân dân Minh Nương đã được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng cho một cây cầu tuyệt vời, đẹp, to đẹp. Thay cho cây cầu treo này nó lâu năm lắm rồi, nó cũ kỹ rồi mà nó cũng nghiêng ngả hết cả rồi. Mình cũng nhìn thấy là nó nghiêng rồi. Đấy, anh em xem nhá. Tuyệt vời chưa? Để đảm bảo an toàn thì mình không đứng ra ngoài mép cầu nhiều, mình tập trung đứng ở giữa cầu quay cho anh em xem. Hôm nay trời mưa nên là mấy hôm nay ở Minh Nương mưa anh em ạ. Mưa là nước lũ và nó nước ra suối nhiều nước quá. Có bác này, bác Đăng Hàn. Chào bác nhá. Cảm ơn bác tham gia xây dựng cho quê hương Minh Nương cây cầu cho bà con đi lại cho an toàn. Cuộc sống kinh doanh sản xuất sẽ thuận lợi hơn. Buôn bán thông thương hơn, đi lại dễ dàng. Đấy. Đây là hai đầu dẫn hai bên người ta đang hoàn thiện anh em ạ. Như thế này thì nhanh lắm. Tiến độ này thì cũng không còn lâu đâu. Đây người ta đang đắp đất ở bên sườn này để người ta, một là kè đá, hai là người ta láng xi. Các hạng mục đang chuẩn bị về đích hết rồi. Cái cây cầu này thân cầu dài được khoảng bao nhiêu mét hả bác? 63 mét. Đầu dẫn thì là chắc khoảng tầm trong vòng 2 tháng nữa là xong đấy nhỉ? Tháng thôi à? Nhanh nhỉ? Thế thì nhanh ấy. Tháng nữa là xong đầu dẫn là lan can bên này thì làm nhanh rồi đúng không anh? Lan can là chỉ lắp ghép vào thôi. Nhanh. Có cây cầu này bà con an toàn tuyệt đối luôn. Cái cầu này mà xong lan can nó đi vào khánh thành thì là hứa hẹn là nó sẽ kết nối anh em ạ. Cái cầu này là hứa hẹn là sẽ là để là kết nối nhiều đôi uyên ương, kết nối xe duyên. Vì các cháu nó có nhu cầu mà khi hẹn hò là các cháu hay có nhu cầu ra ngoài cầu chơi về ban tối ban đêm,
nó khả năng là không có điện, rất thuận tiện cho những đôi yêu nhau. Đấy. Này mà phong cảnh tuyệt vời nha. Này mà ban đêm mà yêu nhau mà ra đây ngồi thì tuyệt vời, mắt lạnh luôn. Ở vùng quê thì ban đêm chắc không có người đi rồi. Đang là mùa giãn cách xã hội nên ra là đường vắng vẻ. Đấy, bây giờ có anh này, anh đi đến gần là mình phải đeo khẩu trang này. Bình thường không đeo khẩu trang nhưng mà có người đi đến gần là đeo khẩu trang. Chào anh nhá. Đang ở cái cây cầu được Khánh Thành là kết nối nhiều duyên lắm anh ạ. Đôi lứa nó hẹn nhau ở đây ban đêm nhiều. Chắc chắn là thanh niên nó về đây nó ngồi nhiều. Hứa hẹn là rất nhiều đôi uyên ương nên duyên từ cây cầu này đấy. Có khi đi làm xa yêu nhau nhưng mà chờ để về nên cây cầu này mới nói lời yêu ấy. Thề lon hẹn biển. Đây cho anh em xem quang cảnh Minh Nương. Tuyệt vời luôn. Gần giống như một lòng chảo luôn. Ở đây độ cao thì cũng không kém Sapa là mấy đâu. Đấy, anh em nhìn mây à. Mây núi hòa quyện vào nhau à, đấy, trắng trắng từ xa này. Tuyệt vời. Đảng và nhà nước quan tâm. Đang quay cây cầu cho anh em xem. Có người yêu thì chờ khi nào cầu Khánh Thành ra đây nói lời yêu. Đấy, anh em, anh niên Minh Nương ấy, đỗ ngay trên đỉnh cầu kìa, nguy hiểm. Đỗ để xem máy múc. Cây cầu sắt này mình không biết là bao nhiêu năm rồi nhưng mà mình thấy cũng cũ lắm rồi. Thấy nó có độ nghiêng rồi. Chắc là nó cũng lâu, rất là lâu năm. Mỗi hai đầu dẫn đấy, trên mặt cầu nó như thế này thôi, cũng không có cái gì mà để quay cả, nó cũng chưa hoàn thiện anh em ạ. Lan can thì người ta làm những cái nỗ đây này, là những cái nỗ này để người ta lắp ghép vào, ta làm nỗ sẵn đây, cách tầm 1,5 m là có một nỗ dọc hai bên lan can này. Đây người ta đổ bê tông dày lắm anh em ạ. Này cây cầu chắc chắn quá. Dày dặn quá. Tuyệt vời luôn. Bây giờ được đảng nhà nước quan tâm là Minh Nương là nông thôn mới hết rồi. Đường được cái bê tông. Trải bê tông hết. Cây cầu này mà Khánh Thành thì mình mà có người yêu mới mình phải dẫn ra đây. Để xem ban đêm Minh Nương nó như nào. Anh em khu vực Minh Nương hoặc là bất kể ở đâu mà xem được video này, nhất là những anh em mà ở Minh Nương mà đi làm ăn xa ấy, bấm đăng ký kênh nhá. Bấm đăng ký kênh để khi nào Khánh Thành mình lại quay tiếp cho anh em xem. Xong là sau này Khánh Thành rồi đi vào hoạt động rồi thì ban đêm mình lại ra đây mình quay. Mình quay xem là cái cầu này ban đêm nó có nhiều đôi cặp đôi hẹn hò ở đây không. Đấy. Anh em ở đây thì chắc là thấy bình thường nhưng mà nhiều anh em đi xa quê thì không có điều kiện để về quê thường xuyên thì nhìn thấy cũng nhớ quê, cũng phấn khởi cho bà con, phấn khởi cho quê hương giàu đẹp đi lên. Đấy, đây là đầu dẫn bên Minh Nương, bên kia là đầu dẫn Minh Triềng. Thôi anh em nhá, chào anh em nhá. Mình quay bây giờ nó cũng, người ta cũng vẫn đang thi công anh em ạ. Nhờ các chú các anh ấy, nên cầu quay một lúc thôi. Có gì hôm nào Khánh Thành mình lại quay tiếp cho anh em xem. Ok, thank you. Chào 500 anh em.